con chân trung trục thế kia. Ra đây tôi xem nào. Mình ơi. Hả? Hay là thôi, chứ tôi thấy sợ cái mặt chữ lắm. Sợ cái mặt chữ cái gì? Thế thì mới phải đi học. Những người có kiến thức người ta thường đoan hoàng, đĩnh đạc, chứ có ai sợ cái gì đâu hả Minh? Nhưng mà tôi vẫn sợ. Giang tay ra, không có nhường nhịn cái gì hết. Ôi. Nào, mình mặc vào tôi xem. Đẹp quá. Thế này mới xứng đáng làm chồng của tôi chứ. Nhưng mà ngứa ngứa kiểu gì? Ngứa là ngứa thế nào? Mà còn cái tóc của mình nó lộn thộn quá. Hả? Thế tôi nhổ đi nhá. Không. Mình đừng làm thế. Để tôi giúp mình nhá. Đấy, thế này mới đẹp mình ạ. Mình ơi, mà tôi nhớ là mình dặn tôi là cái bộ quần áo này chỉ đến Tết mới được mặc thôi mà. Hả? Hôm nay mặc làm cái gì? Ngày hôm nay còn quan trọng hơn cả ngày lễ Tết mình ạ. Tôi nom mình chỉnh chu rồi. Vợ chồng mình sang nhà thầy đồ xin học thôi. Ở nhà đi. Đi. Nhanh lên. Tôi kìa. Ôi, nhanh lên. Mình ơi. Hả? Dạo bước nhanh lên, mình mà đến muộn là thầy không tiếp đâu. Tôi biết rồi, nhưng mà mình này, mình đưa cho tôi cái bộ quần áo á, mặc vào nó vướng víu, cuồng hết cả cẳng. Mình phải tập làm quen đi. Bây giờ đi học rồi là phải tinh tươm, nhớ chưa? Nào, nhắc lại tôi xem. Bây giờ tôi đi học rồi là phải tinh tướng. Hả? Sao lại tinh tướng? Chết. Tôi nói lại nhá. Bây giờ tôi đi học rồi là phải tinh tương. Đúng rồi, mình giỏi lắm. Thôi, mình đi đi không muộn mình nhá. Giời ơi là giời. Nó cứ bắt thằng này học chữ, mà thằng này thì dại. Nó nhồi cho ung thủ ra, rồi nó nổi khùng lên. Này, nó giết thằng bé bằng chữ đấy. Trạng Nguyên. Nó giết thằng bé bằng chữ đấy. Tiền. Lúc nào cũng chỉ tiền đấy. Này, đây. Được chưa? Mà bu đường nào bu cũng nói được. Cho chị dâu ra ở ngoài là thất sách rồi. Con nói với bu nhá. Khi chị dâu ra ở ngoài là chị sẽ được tự do. Hôm nay chị sẽ đi với người này, ngày mai chị đi với người khác. Mang tiếng lắm. U cũng nghĩ là U dại thật đấy. Cho nó ra ngoài là dại. Đỗ Trạng Nguyên này, theo dõi cho U nhá. Chị dâu có biểu hiện gì U báo quan. Cắt tóc, cạo đầu, bôi vôi, trôi sông. Nhớ chưa? Tiền. Lại tiền. Bố ảnh. Đây. Được chưa? Mà con chỉ giúp bu nốt lần này thôi nhá. Từ lần sau bu thích bu tự đi mà tìm hiểu. Con không thích rình mò thế này đâu. Mà nói thật, nhìn chị dâu lẳng lơ như thế, con không thích. Cái thằng này hay nhỉ. Mình làm cái gì đấy? Vào lớp. Đằng này cơ mà. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Em chào bác sĩ Tử ạ. Đã có ma nào mà sĩ với trả tử. Anh chị đến đây có chuyện gì? Dạ, thưa thầy, nhà con đến đây để xin học ạ. Tôi không dạy điền bà. Dạ không,
con nào có dám. Nhà con đến đây để xin học là chồng con ạ. Lạ chưa? Thế anh nhà bị câm hay sao mà từ lúc đến giờ không thấy mở miệng nhấp nháy câu nào? Ê! Con tốt nói lắm thầy ơi! Ôi giời ơi! Nói tốt chứ sao lại tốt nói? Tốt nói với nói tốt thì nó cũng chỉ có mỗi cái chữ nói với mỗi cái chữ tốt thôi, có khác gì nhau đâu. Chưa học đã cãi thầy nhầm nhảm rồi. Dạ thưa thầy, nhà con hơi kém ăn nói. Mong thầy chỉ bảo ạ. Đúng là vợ khôn chồng dại. Như rồi đũa lệch. Nhiều người nói giống thầy đấy. Cãi nhầm nhảm. Này. Dạ. Thôi. Dạ. Tôi cũng không khó khăn gì với anh chị. Dạ. Nhưng muốn vào học lớp này thì phải giải được câu đố mà tôi đề ra. Đây là quy định đã có từ ngàn đời. Dạ. Thầy ơi, thầy là thầy. Đây là thằng Ngố. Thầy đố thằng Ngố thì làm sao thằng Ngố trả lời được. Ui. Đúng là cái mỏ này nhọn như chào bảo chứ. Chưa nói đã cãi rồi. Kìa mình, mình còn chưa nghe câu đố thì làm sao đã sợ không giải được rồi. Yên tâm đi, có tôi hỗ trợ. Không, làm sao anh chị cứ bấu trí nhau mãi thế. Tôi không có nhiều thời giờ đâu. Học trò còn đầy cái gà sau tôi kìa. Dạ. Đâu đâu, có thấy ai đâu? Không, nó còn bận chăn trâu thì nhát nữa chứ nó đến. Dạ, vậy mời thầy ra câu đố ạ. Chuẩn bị xong chưa? Nghe rõ đây này. Vừa bằng một thước mà bước không qua là cái gì? Vừa bằng một thước mà bước không qua. Chết. Mặt trời còn chưa lên đến ngọn tre mà thầy đưa ra câu đố như thế này là làm khó ông Đỗ tiến sĩ rồi còn gì nữa. Mái nhà. Nắm đấm. Tròn tròn. Mặt trời. Áo yếm. Người người. Mặt trời chiếu vào người. Đã giải được chưa? Xong rồi thầy ơi. Vừa bằng một thước mà bước không qua là mặt trời chiếu vào người. Lòng cái bá. Là cái bóng, là cái bóng. Thế trò có thể vào được. Còn nhà chị về. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, nhà. Cái gì đấy? Nhà con có chút lễ mọn, con gửi thầy ạ. Tôi sẽ dạy dỗ anh ấy nên người. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Mình về. Mình để tôi ở lại đây á. Mình làm cái gì đây? Kìa mình phải ở lại để học hành cho nên người chứ. Học hành gì cái người. Mình ở lại nhá. Thôi đi. Thôi, chuẩn bị học. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cần. Chị Đỗ tiến sĩ có nhà không nhỉ? Chị Đỗ tiến sĩ ơi. Dạ, em có, mời chị vào nhà chơi. Thôi, mà tôi nghe thấy hình như giọng chú Đỗ tiến sĩ đang đọc sách đúng không cô? Dạ vâng ạ, nhà em đang đọc sách Thánh Hiền đấy. Hả? Sách Thánh Hiền cô á? Dạ. Thế mọi ngày ở nhà cũng ngơ ngơ. Thế mà cho đi đọc chữ lại thông minh ra, thế mới chết cơ chứ. Dạ vâng, cũng đáng đồng tiền bát gạo chị ạ. Thôi đúng rồi. Dạ. Tôi có lá thư ông chồng gửi về. Mãi chả nhờ ai đọc giúp được. Bây giờ chú Đỗ tiến sĩ biết chữ, có khi tôi mang sang nhờ chú ấy đọc giúp thôi ạ. Dạ vâng, chị cứ về nhà lấy mang sang đây, em nhờ nhà em đọc hộ cho. Ui thế phúc đức quá, cảm ơn cô nhá. Dạ, cũng có gì to tát đâu. Bây giờ nhà em đọc thông viết thạo rồi. Có việc gì, chị cứ nhờ nhá. Thế, để tôi về lấy thư sang đã nhá. Dạ, chị cứ đi từ từ thôi. Mình ơi. Dạ. Mình làm gì mà nói chuyện với ai mà ầm ĩ thế? Ấy chết, tôi nói to quá là mình không đọc được sách Thánh Hiền à? Ờ,
Tôi đọc xong rồi. Hết rồi. Cả một quyển sách thánh hiền dày như thế này mà mình đã đọc xong rồi á? Thế chả có nhẽ là cứ sách dày là nhiều chữ à? Đúng không? Mình thông minh thật đấy. Các cụ nói cấm có sai. Học ít mà hiểu nhiều mình nhờ. Học ít mà hiểu nhiều. Ừ. Mình nó nói cấm có sai. À, mình ơi, tí nữa chuẩn bị mà thể hiện đi nhá. Thể hiện cái gì? Thì ôi, thể hiện là... Ôi, tiến sĩ này rồi. Chú giúp tôi đọc cái lá thư này với. Ông chồng tôi gửi về đấy. Đây này. Đấy, đấy, quay lại đầu này. Đầu nào? Đây, 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 đúng rồi. Đấy. À. Năm, đây này, vợ con xa nhớ. Vợ và các con ở... Thế hóa ra là chị cũng biết chữ à? Thế biết chữ thì biết chị đâu. Nhờ tôi đọc làm cái gì? Đâu biết chữ đâu. Nhưng mà hình như thằng cu tí nó nói thế. Mình thôi, mình đọc cho chị đi, không chị mong. Chú giúp tôi với. Chú sĩ ơi, ông nhà tôi nhắn gì trong thư đấy? Từ từ. Hả? Ôi giời ơi, là nước ơi. Chú sĩ ơi, là chú sĩ, sao ông nhà tôi từ trần từ khi nào? Cứ bình tĩnh đã. Khổ quá. Để chồng để tôi nói là từ từ là chậm lại nhá. Là chậm chậm mình. Chú đọc giúp tôi với. Mà thôi. Tôi không biết đọc mấy cái mặt chữ này đâu. Sao vậy? Ấy, không phải đâu bác ạ. Nhà em biết đọc, nhưng mà nhà em run đấy, bác cứ bình tĩnh nhá. Sao lại không biết chữ? Hôm nào cũng đọc sách tiếng Hiền vanh vách cơ mà. Khổ quá. Ở lớp ấy, thầy đọc như thế nào thì về nhà tôi chỉ học thuộc thôi. Hả? Đúng là cái đồ ăn hại mà. Tôi tưởng cậu học cao hiểu rộng như thế nào. Thế chứ hóa ra là công cốc công cò. Mình thấy đã đẹp mặt chưa? Tôi đúng là không nhìn thấy cái lỗ nào để mà chui xuống mà. Mình ơi, tôi biết lỗi rồi mà. Để tôi tiếp tục đọc sách cho mình nghe nhá. Nhân chi sơ... Thôi, một chữ bẻ đôi cũng không biết thì cầm sách thánh hiền để làm gì? Mau ra ngoài sông lấy nước đổ đầy vào chung kia cho tôi. Không được thiếu, cũng không được thừa đâu đấy. Tôi hiểu rồi. Tức là như thế nào nhỉ? Ôi giời ơi. Ý của tôi là ông mau ra ngoài sông lấy nước đổ đầy chung cho tôi, không được tràn ra ngoài. Thừa giọt nào là ông không được ăn cơm đâu đấy. Biết chưa? À mình ơi. Gì? Thì lấy cái gì để múc nước nhỉ? Kìa. À mình này. Gì nữa? Tôi đi nhá. Nhanh.